Xin chào tất cả các bạn, tôi lại trở lại với một video hướng dẫn đệm mà hát thánh ca với một ca khúc có tên là Mẹ Nhân Loại của tác giả Francisco. Đây là một ca khúc được hát nhiều trong các thánh lễ của mùa chay. Tính chất của bài hát nêu cao hình ảnh của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Một ca khúc Francisco đã phác họa ra một hình ảnh một người mẹ thấm đẫm sự hy sinh khi chứng kiến con mình không có mắc tội gì mà phải bị treo xác trên thánh giá trong một buổi chiều tiêu điều trên đồi hoang gió lạnh. Một khung cảnh rất xót xa, và tâm tình của mẹ ngoài sự đau buồn cũng là hy vọng cho chúng ta, cho toàn bộ con người trên địa cầu này, thấu tỏ tất cả những gì con người trải qua, thì mẹ luôn cầu nguyện cho chúng ta. Tính chất của bài hát là như thế, và đây là video tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để chúng ta có thể chơi ca khúc này một cách tâm tình hơn. Các bạn theo dõi lên màn nhạc. Bài hát được viết ở điệu thức rê thứ, có một dấu dáng là si dáng. Như thường lệ, đầu tiên chúng ta sẽ đến với hòa thanh, và phần hai chúng ta sẽ đến với xây dựng câu dạo. Chúng ta sẽ có hòa thanh đầu tiên là rê thứ. Maria ngày xưa xưa ấy, rê thứ, rê pha la, đôi hoang liêu. Đây là bài hát viết cho giọng nữ, và tôi để ở rê thứ là cái điều thức chủ đạo tác giả đã định hình cho bài hát. Nên với giọng nữ thì cũng sẽ hơi cao một chút, các bạn có thể hát giả thanh. Đôi hoang liêu, si dáng, trưởng ma giờ bảy, si, rê, pha và nốt la. Và nốt tiếp cận với si dáng đây, chúng ta sẽ có si dáng trưởng ma giờ bảy, si dáng rê, pha, la. Bóng mây nhạt chiều, về pha trưởng, pha la đô, đứng tiêu điều, si dáng trưởng, si dáng rê, pha, xót xa nhiều, đô trưởng, như bình thường, đô mi son, thánh gia chiều, là đô thăng, mi là hợp âm hát, để hút về, hợp âm chủ rê thứ, treo xác con yêu, rê thứ. Rồi, tiếp theo là mẹ đứng nhìn, đô trưởng nhân loại, si dáng trưởng, ôi con người, pha trưởng, đang hấp hối, si dáng trưởng, giữa tội nhớ, là dáng trưởng, mẹ nhìn lên, son thứ, bàn tay thanh giá, mi dáng trưởng. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái nốt mi dáng là một cái hòa thanh sẽ chứa đựng một cái nốt có cái dấu dáng bất thường, vì trong khóa biểu sẽ không có si dáng. Mi dáng trưởng không có mi dáng, son và si dáng. Tay thanh giá, trung tâm hồn, rê thứ, chúng đau buồn, đô trưởng, bên con mình, la trưởng, cứu rỗi cho cuộc đời, rê thứ. Đây chính là toàn bộ hòa thanh của bài. Đây là một ca khúc hiệp lễ, nên phần điệp khúc chúng ta sẽ hát trước. Ở đây tôi sẽ đưa ra một cái mô típ như sau. Trong rê thứ, là sự đan xen giữa các nốt trong một loạt thanh. Ví dụ trong rê thứ tôi sẽ dùng là rê ba rê ba rê ba rê, rồi sang si dáng nó giờ vậy, si rê ba rê, tay trái hoàn toàn là giữ âm chủ thôi, và về pha trưởng là tôi sẽ dùng cái thế đạo hai của pha trưởng là đô pha la để tiệm cận giữa rê pha si trong si dáng trưởng này. Rồi đưa tay trái về về si dáng trưởng, tôi lại đưa cái phần tay phải của tôi đưa xuống, đứng tiêu
tiếp cận gần. Chiều treo xác con yêu. Dạ, toàn bộ cái phần hát này và đàn nó sẽ có hình thái như sau, tôi sẽ làm chậm thôi. Maria ngày xa xưa ấy, đôi hoang ly để làm sao đó cái giai điệu của cái phần đệm của chúng ta nó được liền kề và nó tạo ra một cái giai điệu ẩn đằng sau cái giai điệu của ca khúc Yêu Ta Đánh Không này. Dùng cái lời một để tôi mô phỏng thôi, nhưng mà cái tay chúng ta bắt đầu chuyển lên trên cao. Tôi vẫn nhấn mạnh là các bạn phải sử dụng nhiều cái cách thể đạt, thì chúng ta khi đưa cái giai điệu lên cao chúng ta sẽ có một cái cách đi giai điệu cho phần đệm nó mới mẻ hơn. Mẹ đứng nhìn, ban đầu chúng ta ở một con tám dưới chúng ta chuyển lên trên. Mẹ đứng nhìn nhân loại. Các bạn hoàn toàn có thể giữ chủ âm, hoặc chúng ta có thể sau khi thành thục chúng ta có thể đánh luồn ngón. Mẹ nhìn son son si 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 re đó, son son si, hoặc là sang mi giáng chiều là mi mi son re re fa do do mi la. Âm 3, còn 5 là ngón tay. 5, 1, 3. Mẹ nhìn lên bàn tay thanh ra, trung tâm hồn, trung đau buồn, bên con người cứu rỗi cho cuộc đời. Maria yêu thương. Đó, chúng ta quay lại điệp khúc thì chúng ta sẽ đánh nó kép lên để cho nó tạo ra một cái không gian nó
lạnh lẽo hoặc là nó sẽ bay hơn cho cái phần hát, vì có ba lời cơ để chúng ta có thể thay đổi cách chơi, nên là chúng ta có thể dùng xen kẽ giữa giữ hòa thanh đều và bắt đầu thay đổi cho lần hai, và lần ba chúng ta đưa lên quãng tám. Chơi cái ca khúc này đầy đủ cái lời mà tác giả muốn truyền tải cho cái bài hát này. Rồi các bạn chỗ nào chưa hiểu thì chúng ta có thể tua chậm và pause xe lại để làm cho thật nhuần nhuyễn, thì khi làm cùng với video thì các bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh. Phần thứ hai, tôi sẽ đến với câu dạo của bài hát này. Bài hát này như tôi đã mô phỏng một cái cách chơi, thì chúng ta cũng có thể tận dụng luôn cái cách chơi này. Chúng ta tạo ra câu dạo, và đây tôi sẽ chọn những cái hòa thanh như sau: Thế thứ, Si giáng, Ma giờ bảy, rồi Pha trưởng. Đấy, tiếp theo là Si giáng trưởng, Đô trưởng và về La trưởng. Cách thực hiện như sau, và trong thế thứ này đúng, sang Si giáng trưởng, Si đề pha đề, Si đề pha đề, Pha trưởng, La đô pha đô, La đô pha đô. Rồi, chúng ta có thể về son luôn, không cần phải qua Si giáng trưởng nữa. Son đô mi đô, son đô mi đô, và về La trưởng. Son đô mi đô, La đô mi đô. Để chúng ta dẫn về cái hát trước khi vào bài hát, là chúng ta áp dụng cách đầu tiên Maria. Vào bài hát cho các bạn dễ hình dung. Đây cái phần tay trái chúng ta có thể đánh rải ở nốt đơn trong rê thứ âm âm si pha si, là 1 5 1, sang Si giáng trưởng cũng là 1 5 1. Đây các bạn cố gắng linh hoạt cổ tay nhé, cổ tay chúng ta thả lỏng ra thì chúng ta mới quăng được cái tay của chúng ta đi ở trong cái phần mà tay trái nó đảm trách cái nhiệm vụ giữ nền. Thành ra chiều treo sắc con nghèo.
rồi. Trên đây là phần hướng dẫn của tôi để cho các bạn có thể đệm một cách cơ bản nhất cho ca khúc Mẹ Nhân Loại phục vụ trong thánh lễ, và chúng ta có thể sử dụng cho những sinh hoạt cộng đoàn của người Công giáo. Hy vọng video của tôi sẽ có ích cho các bạn, và các bạn hãy like, share cũng như follow để đón xem những video sắp tới của tôi. Cảm ơn các bạn. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.